Rồi chào anh em nha. Rồi hôm nay bên em giới thiệu với các anh xe này nha. Super Harley 170 nha các anh. Đăng ký 2012. Đó, màu đỏ mặn nha mấy anh nha. Màu này rất là đẹp mấy anh ơi. Đây đi ra nắng là chói chang luôn nha. Đây Super Harley Davidson 170 hai mấy V nha, hai bô bên một bên. Này là đời mới nhất của Harley máy V nha các anh. Này bạn gắt chân bự nha, đi đường xa rất là tốt. Đời của nó là đời cuối cùng luôn nha mấy anh. Xe nguyên zin nha mấy anh ơi. Xe này là xe hải quan chính ngạch nha các anh. Xe chính chủ sang tên toàn quốc. Mới len keng luôn. Xe này còn phắn xe luôn nha mấy anh. Đó nó có vào cái thùng GV nha mấy anh nha, thùng bỏ đồ đi đường xa nè, có tựa lưng luôn nè. Xe mua bán ký giấy mua bán ủy quyền sang tên rút gốc toàn quốc nha. Nguyên zin nha mấy anh, đó vỏ lớp còn gai gió luôn nè. Đời này là đời phiên bản đời mới cho nên mấy cái đồ xi nó lóc nó thành màu đen hết nha các anh. Nó giống mấy con Shadow Phantom nha, đời mới bây giờ nha. Hai bô hai máy, máy V nha. Đồng hồ điện tử. Dàn inox là soi mặt luôn nha mấy anh. Đây nè, nó soi gương luôn nha. Rất là mới. Rồi xe này trang bị tay lái ngang nha mấy anh, chứ không phải tay lái thường như mấy cái xe kia nha. Đó, nhìn rất là ngầu. Đến nỗi cái miếng này nguyên zin của xe nó còn luôn nha các anh. Nó thường mấy cái xe kia là mắc hết nha. Đó. Đây, cái phục nó mới tinh luôn nha. Xe hải quan chính ngạch chính chủ mấy anh ơi. Nó sang tên ký giấy ủy quyền tùy thất mấy anh nha. Rồi bây giờ mình test máy cho anh nghe nha. Máy móc bảo hành cho anh 3 tháng chạy luôn nha. Máy rất là êm. Cái này mình quay vào ban đêm nha, quay trong nhà cho nên nó không được sáng lắm nha các anh. Xe này ngồi ban ngày mình quay là chói mắt luôn nha. Đó, xe rất là mới. Nó còn phắn xe luôn. Đời rất là cao. Đèn đuốc đầy đủ nha, đèn led nha các anh. Đó, đèn bóng trắng nha. Đây. Đi xa rất là ok. Màu đỏ mặn này rất là ít xe nha mấy anh. Mấy xe này thường thường là có màu đen, màu bạc thôi nha. Đời mới nó mới có màu này nha mấy anh. Màu zin nha, không phải sơn lại nha. Hai đĩa, một sau hai trước. À, một trước một sau chứ. Đời này là có hai đĩa thôi nha. Mấy con đời sau giờ nó đĩa nó làm thắng không ok đó mấy anh ơi. Này thắng, này đi đường xa rất là tốt. Rồi con này mình bán với giá là 82 triệu nha. Đó, bao ship toàn quốc luôn. Bao ký giấy sang tên ủy quyền thì thích. Bao rút gốc luôn nha mấy anh. Anh em nào có nhu cầu ở xa thì mình rút gốc luôn. Ở xa thì mình nhận đủ tiền mình chuyển xe nha. Còn anh em nào ở gần thì cứ ghé địa chỉ xem xe nha. Mình ở Tân Phú. Alo mình cho số điện thoại nha. Alo số điện thoại mình cho địa chỉ. Rồi, chào tất cả anh em nha.